Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì trước mặt anh em đây thì đang có một con máy cắt cỏ Estin MX180. Thì hiện tại cũng cuối năm rồi anh em ha. Nhu cầu anh em cắt tỉa vườn hoặc là cắt tỉa cành cà phê rồi đó, hay đốn cà phê rồi đó anh em thì cũng khá là nhiều. Thì hôm nay Thiện sẽ lên giới thiệu cho anh em một con máy cắt máy cưa gia đình Estin MX180, hàng này hàng chính hãng nha anh em. Thì 180 này thì hiện tại có hàng nhái rồi. Thì anh em cân nhắc trước khi mua nha, để tránh giống hàng nhái nha anh em. Và hiện tại thì Estin cũng đã chính thức tăng giá rồi nha anh em, tăng tới 350.000 một máy lận nên giá hiện tại thì sẽ cao hơn ngày trước 350.000. Nhưng mà riêng về máy 180 này á thì bên hãng có tặng kèm anh em một chai nhớt Estin này nữa kèm theo, thì để kiểu như phụ anh em á, thay vì tăng 350.000 thì hãng sẽ tặng kèm anh em một chai nhớt Estin này trị giá 220.000. Thì đâu đó anh em phải trả thêm là tầm khoảng thử xem 100 máy ha, thêm 100 máy nữa so với ngày trước ha. Đó thì lúc trước không có tặng nhớt nha anh em, nhưng mà hiện tại thì có tặng nhớt mà cũng số lượng không có nhiều đâu, chỉ có vài cây thôi. Và con 180 này thì trong máy của nó sẽ có một đầu máy nè, lam xích thương máy nha anh em. Lam này thì lam 45 cm và lam đầu bi nha ha, lam thương máy. Một cái bao lam, một tiết buri và một cái tua vít chỉnh xăng gió nha. Đó. Và con 180 này thì như anh em biết là nó là một mẫu máy cưa gia đình ha, thích hợp cho anh em nào ví dụ như cắt tỉa trong gia đình rồi ạ. Chứ còn mà nếu mà anh em đi làm chuyên nghiệp, đi cắt cây đốn cây nhiều thường xuyên á thì khuyên em nên lấy máy lớn hơn một tí, nhưng con 250 thì hợp lý hơn. Mẫu này thì dùng cho gia đình thôi anh em, nhỏ gọn nhẹ để anh em tỉa cây gia đình hoặc là leo lên cao cắt sơ sơ thì cũng ok ha. Đó. Và mẫu 180 này thì anh em là gần này, anh em sẽ thêm được nó kiểm tra ra hàng cái tin nó thì nó rất là dễ nhận biết anh em. Hàng chính hãng thì trên hầu hết tán nè, rồi lam xích này nọ hoặc là ốp mang cá nè đều có những cái logo của cái tin như thế này để anh em nhận dạng được là chính cái tin chính hãng nha. Đó, cái logo của tin là khắp mọi nơi luôn nha anh em, rất là nhiều. Đó, đây là cái chén chế khế rin theo máy nè. Cái này anh em là có nhu cầu đổ chén đồng tiền thì mình có chén đồng tiền đổ cho anh em nha. Rin lô thì đều có hết cho anh em. Đó, tay nắm giật. Còn 250 thì nắp gà, nhưng mà con này thì vẫn là nắp vằn nha anh em, không phải nắp gà nha. Những dòng 250 rồi máy lớn lớn có một tí thì nó mới nắp xăng, nắp nhớt, nắp gà thôi, còn cái này là nắp vằn. Đó. Còn 180 thì bình xăng của nó sẽ có chỗ anh em sẽ xuyên thấu ha, nhìn vào để biết được lượng xăng trong này luôn để chúng ta về sử dụng. Còn có cái công tắc e gió hoặc là công tắc mở máy đóng máy gì đó thì nó sẽ tích hợp một chỗ như thế này luôn. Anh em sẽ thấy rất là nhiều trên những dòng máy tin ha, từ 170, 180, 250, thậm chí là những máy lớn luôn đều nó dùng đều cái nguyên lý hoạt động như thế này hết, đều có bốn nắp ha, bóp ra gạt hết xuống là đóng e này ha, giật hai ba cái gì đó nổ máy, nó ho một cái là gạt lên, giật lại hai ba cái nổ máy, bóp ra là về sử dụng ha, dùng gạt lên hết là tắt. Còn về cái lọc gió ở đây thì có bán luôn nha anh em, có bán nha, cái này thì có nha, lọc gió này thì có nha anh em nào mà ví dụ như hư hỏng hoặc là không vệ sinh ra được nữa thì mua lọc lô thôi nha anh em, thì có lọc lô thôi cũng khá là rẻ, như là 40-45 nghìn một miếng thôi. Đó, hàng chính hãng cái tin thì như thế này nha. Rồi anh em nào quan tâm về mẫu này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là để lại số điện thoại của những phần bình luận thì sẽ được chi tiết cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu cái tin MX180 này, để nó có thêm thông tin tin nhé. Anh em xem video cho bác đăng ký kênh và tôi thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em mà xem video và tất cả anh em một video tiếp theo nhé.